nay mình sẽ vệ sinh cái lồng máy giặt này để cho mọi người tham khảo ha. Trước đây mình đã quay một clip rồi và bây giờ mình sẽ quay thêm để cho mọi người hiểu nè. Mình vừa cắt cái gói tẩy lồng giặt đổ hết vào máy giặt nè. Sau đó các bạn chọn chế độ ha. Nếu mà nhà các bạn có cái chế độ là vệ sinh lồng giặt á, thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ này luôn ha. Còn nếu không thì các bạn sẽ chọn cái chế độ là giặt bình thường. Sau đó các bạn nhấn khởi động. Các bạn sẽ ngâm cái bột tẩy lồng giặt này cùng với nước ở trong máy giặt ha. Các bạn thấy là máy đang đổ nước vào trong cái lồng giặt á, thì chúng ta sẽ chờ cho nước nó lên ở cái mực cao nhất ha. Sau đó thì các bạn sẽ để cho máy nó quay một lúc, ví dụ như là khoảng 1-2 phút gì đó. Sau đó mọi người sẽ tắt đi để chờ cho cái bột tẩy lồng giặt này nó được hòa chung với nước á, nó sẽ ngâm và nó sẽ làm sạch cái lồng giặt của chúng ta nha. Mọi người thấy nước bắt đầu dâng lên rất là nhiều ha, và chúng ta sẽ chờ cho mực nước nó dâng lên cao như thế này ha. Và nếu như cả nhà không có cái mức mà để vệ sinh lồng giặt thì chúng ta sẽ bấm cho máy khởi động, tức là máy sẽ quay khoảng từ 1-2 phút, sau đó chúng ta sẽ bấm công tắc dừng ha, để cho cái nước này nó được ngâm ở trong cái lồng máy giặt của chúng ta nha mọi người nha. Đây là cái nước lồng giặt mình ngâm từ hồi chiều đến giờ nha cả nhà. Chắc tầm là 4-5 tiếng đó. Mọi người thấy là nó rất là dơ và nó nổi ở trên mặt nước đây nè. Và nếu mà mọi người có cái lược á, chúng ta vớt những cái dơ này ra ngoài ha, để cho máy của chúng ta sau khi xạ thì nó đỡ bị dính vào những cái lỗ của lồng giặt á. Mình vớt bớt những cái dơ này mình bỏ ra ngoài ha. Sau đó mình sẽ bấm tiếp tục cho máy nó giặt bình thường trở lại ha. Rất là dơ luôn nha cả nhà. Và máy nhà mình là vệ sinh là từ 6 đến 8 tháng một lần mà nó còn ghê như vậy đó. Nếu mà mọi người để lâu hơn nữa thì cái máy nó sẽ rất là dơ luôn nha cả nhà ha.